Kính chào quý vị và các bạn. Tháng Giêng là tháng của lễ hội, đây cũng là tháng người Việt náo nức lên chùa cầu may. Hãy cùng phóng viên Người Việt Nam Châu ghé thăm chùa Linh Sơn, ngôi chùa lớn nhất của người Việt tại London, và đi lễ chùa đầu năm với cộng đồng người Việt nơi đây. Nhưng trước hết là phần điểm qua những tin chính. Vui nhộn táo quân chầu trời tại Irkut, Liên bang Nga. Khai trương trường tiểu học tiếng Việt đầu tiên tại Nhật Bản. Người Việt ở London giữ gìn truyền thống đi lễ chùa đầu năm. Thưa quý vị, cùng với việc tổ chức một cái Tết Nguyên đán xa nhà thật ấm cúng, sinh viên Việt Nam tại Irkut, Liên bang Nga đã giản dựng một tiết mục táo quân để ngày Tết thêm vui vẻ. Táo quân chầu trời do chính các bạn sinh viên tự biên tự diễn, các táo giáo dục, văn hóa, thể thao, đời sống lần lượt cùng nhau chầu trời, báo cáo cho Ngọc Hoàng và các vị khách về tình hình học tập và đời sống của các bạn sinh viên trong một năm qua. Tiết mục đã mang lại những nụ cười sảng khoái cho các bạn sinh viên, giúp họ có thêm một Tết Nguyên đán ấm áp bên gia đình thứ hai của mình. Vừa qua, tại cung Kinsky trên quảng trường Staromeske thuộc trung tâm Praha đã diễn ra lễ khai trương triển lãm Nghệ thuật Việt Nam trên đất Czech do Nhà triển lãm quốc gia ở Praha tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc nhằm giới thiệu những mốc quan trọng trong nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. Triển lãm đã trưng bày khoảng 50 tác phẩm nghệ thuật. Tác phẩm lâu đời nhất được trưng bày tại triển lãm là trống đồng xuất phát từ nền văn hóa Đông Sơn có từ 1.000 năm trước, và nó chỉ là một điểm nhấn trong lịch sử văn hóa phong phú và giàu truyền thống của Việt Nam. Triển lãm này nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam, con người và văn hóa Việt Nam cho công chúng Séc và cả cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Cộng hòa Séc mà mới đây được công nhận là dân tộc thiểu số ở Séc. Triển lãm sẽ kéo dài từ ngày 7 tháng 2 năm 2014 tới ngày 11 tháng 5 năm 2014. Vừa qua tại Tokyo, trường Việt ngữ Tokyo, ngôi trường dạy tiếng Việt đầu tiên tại Nhật Bản, đã tổ chức đón Tết Giáp Ngọ cho cộng đồng người Việt tại đây. Cũng nhân dịp này, trường Việt ngữ Tokyo đã bắt đầu mở những lớp học đầu tiên với 2 lớp tiểu học và 1 lớp mầm non. Phát biểu tại hoạt động vui Tết cổ truyền và lễ ra mắt trường, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng bày tỏ vui mừng trước sự ra đời của trường dạy tiếng Việt cho người Việt đầu tiên tại Nhật Bản. Đại sứ tin tưởng mô hình của trường Việt ngữ Tokyo sẽ được mở rộng ra khắp Nhật Bản trong thời gian không xa, với sự tham gia của khoảng 100 người là phụ huynh, học sinh, buổi lễ tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Các bé trai, bé gái súng xính trong tà áo dài truyền thống và hồn nhiên trong các tiết mục văn nghệ với chủ đề mùa xuân và quê hương. Thưa quý vị, những ngày đầu năm, dù mưa gió và bận rộn, bà con người Việt tại London và các vùng lân cận vẫn không bỏ tục đi chùa lễ Phật, nghe giảng đạo và cầu một năm mới an bình. Những ngày đầu tiên của tháng Giêng năm Giáp Ngọ, không khí ảm đạm và lạnh giá của những ngày mùa đông London đã bị xua tan bởi hương khói của chùa Linh Sơn, ngôi chùa lớn nhất của bà con người Việt tại đây. Không được nghỉ Tết Nguyên đán như bà con trong nước, bà con người Việt tại nước ngoài nói chung và tại Vương quốc Anh nói riêng thường dành ngày cuối tuần để đến chùa lễ Phật, cầu an cho năm mới. Hôm nay trong buổi lễ cầu an đầu năm sắp tới thì chúng tôi về chùa lễ Phật cảm thấy rất là sung sướng. Và Thầy cũng cầu an cho Phật tử chúng tôi rất là vui mừng ở trên đất nước thứ hai này. Ngày hôm nay có thêm phần đặc biệt, không chỉ vì là đầu năm mà còn vì sự viếng thăm của một sư thầy trụ trì từ một ngôi chùa Việt cũng rất lớn khác tại thành phố Birmingham. Một cái ngôi chùa ở tại nước ngoài nó có nhiều cái khía cạnh, nhiều cái mặt khác nhau. Ngoài cái việc tín ngưỡng tâm linh, đó là về Phật tử về chùa lễ bái tu tập là một phần, nhưng phần thứ nữa đó là duy trì văn hóa. Cho như trong những cái ngày lễ Tết này chẳng hạn, thì tất cả những người Việt mình thì đối với ở nước ngoài thì chỉ có đến chùa mới thấy được cái truyền thống văn hóa của ngày Tết. Như cho các em, nhất là sinh viên như tụi con đó, thì có Tết thì về chùa mới vui thôi. Thật ý nghĩa khi ngày Tết được gặp gỡ người Việt ở chùa Việt, ngắm nhìn trời cao, gió thoảng mùi hương Việt, ước nguyện những điều tốt lành, cảm nhận sự quý giá của người Việt khi xa quê mang theo. Đó là phong tục đi chùa ngày Tết, giữ gìn tinh thần đó cho tâm hồn mình, cho các thế hệ người Việt gần nhau, bên nhau. Thưa quý vị và các bạn,
hôm nay đã là ngày 11 tháng Giêng âm lịch, tức là Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 đã trôi qua được một tuần. Tuy nhiên, những dư vị ấm áp của ngày Tết truyền thống vẫn còn rất sâu đậm trong lòng bà con người Việt ở nước ngoài. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện của phóng viên VTC10 Nét Việt tại London với Tổng thư ký Hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh, ông Chuân và Trung, để hiểu thêm về những hoạt động nhằm duy trì phong tục Việt trong những ngày đầu năm mới của bà con tại Anh. Còn bây giờ là ít phút thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên thế giới. Xin chào ông ạ. Xin ông cho biết rằng Tết Giáp Ngọ của cộng đồng người Việt Nam tại Anh đã diễn ra như thế nào ạ? Xin chào phóng viên của VTC10 và chào bà con xem truyền hình. Tết của người Việt Nam tại Vương quốc Anh được chuẩn bị từ 2 tháng trước. Thì không những là các gia đình, các cửa hàng thì chuẩn bị rất là nhộn nhịp cho hàng Tết, cũng như là các tổ chức lớn như nhà chùa cũng đã chuẩn bị. Và bên cạnh đó mà cộng đồng đến tham dự đông đủ nhất trong những ngày Tết, tức là tổ chức Tết tại Đại sứ quán giữa Hội người Việt Nam và Đại sứ quán cùng tổ chức. Vậy thưa ông, trong quy mô gia đình thì cái Tết của người Việt Nam trong những gia đình người Việt ở Anh như thế nào ạ? Nói chung mà cái Tết cổ truyền của bà con Việt Nam ở hải ngoại cũng như ở trong nước thì cũng đa phần là theo cái phong tục cổ truyền của người Việt Nam ta. Trước Tết thì cũng có đi viếng mộ, các con cháu thì đi viếng mộ ông bà. Thế ngoài ra thì về ngày Tết ông Công ông Táo thì cũng có thắp hương ở nhà. Cái lo nhất của chúng tôi tức là có lá gói bánh. Thế mà đi săn ở đâu đó hoặc là hỏi cửa hàng nào mà có lá bánh ngày nào về thì nói chung là cũng đều có thể là đặt lá trước để mà có cái chắc chắn là mình có lá bánh để mà gói bánh chưng trong ngày Tết. Thì trong cái ngày Tết đó thì chúng tôi thấy là có một cái điểm mà duy trì cái ngày tất niên, bữa cơm tất niên thì muốn hay không muốn thì cũng phải có. Ngày mùng 1 thì là có những cái chuyện mà điện thoại đến hoặc là đến nhau xông đất, xông nhà thì cũng có. Nhưng mà ngay ngày mùng 2 cũng có cái bữa cơm với gia đình nữa, cũng như là Việt Nam để mà chia tay con cái đi công tác xa. Xin ông cho biết rằng khi nghe cuộc điện thoại của người thân ấy, thì lòng của những người xa xứ cảm thấy như thế nào ạ? Nói chung là chúng tôi rất là háo hức, nhất là đúng vào cái ngày Tết. Thì nghe được tiếng nói của người thân ở bên kia đầu dây thì chúng tôi biết là Tết đã thực sự đến với chúng tôi rồi. Xin cảm ơn ông vì cuộc trò chuyện thú vị và chúc ông cùng gia đình năm mới vạn sự như ý ạ. Thưa quý vị, mới đây câu lạc bộ đoàn kết của cộng đồng người Việt tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức chương trình văn nghệ mừng xuân Giáp Ngọ 2014. Chương trình văn nghệ với những tiết mục múa trong trang phục truyền thống các dân tộc nhiều màu sắc như hát, ngâm thơ, biểu diễn thời trang, áo dài của câu lạc bộ đoàn kết đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả tham dự. Những hình ảnh đẹp này cũng thay cho lời chào kết chương trình Người Việt Nam Châu ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, mời quý vị và các bạn gửi về địa chỉ mail nguoivietnamchauvtc10@gmail.com. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.